do vô minh mà có hành, chết đi rồi vô minh, còn cái nghiệp hành vận hành thì có sự hợp thức bởi duyên tương ưng, với những cái sự tương ưng nhân theo nhân quả mà. Vận hành theo nhân quả mà có sự hợp thức, nghiệp thức đã được đánh thức bởi sự hợp duyên với cái thân xác của người khác, thế mà sinh ra danh sắc. Có cái thức đó thì sinh ra danh sắc, là chính thức là nhập thai, nhập vào mẫu thai của người khác thì là danh sắc. Danh sắc thì gồm có hai cái phần. Phần danh là gồm cái nghiệp huân tập, tham sân si đó, những cái tư tưởng, những cái tác tưởng, những cái thức lực, cái thức biết, cái nghiệp hành đó là cái phần danh, ôm nguyên cái chính thức của cái đoạn tận, cái thân báo thân trước, từ bỏ báo thân trước và sinh ra báo thân này, sinh ra một cái mẫu thai mới, một sinh linh mới, tức là người đó đã bỏ hết thọ mạng trước và chính sức thức có thọ mạng mới, gồm cái phần cái danh tức là cái phần mà nghiệp do tham sân si, do tham đắm dục vọng mà nó thừa tự sang cái phần danh. Cái phần sắc là cái phần do tứ đại hợp thành, cái mẫu thai đó nó sẽ được nuôi dưỡng bằng đất, những khoáng vật từ đất là cha mẹ ăn vào rồi nuôi lên, nó hợp sinh lên những cái khoáng vật gọi là đất, Phật gọi là đất. Những cái phần mà về nước uống, tứ đại bốn cái thứ đó, nước, không khí cha mẹ hít thở và lấy vào, và hơi ấm của cái năng lượng tự sinh của vũ trụ mà nuôi lên bốn cái đất nước gió lửa, những cái khoáng vật vật chất từ nước từ gió từ lửa tạo thành cái phần sắc, tức là cái phần sắc thân. Sắc ở đây có nghĩa là sắc thân, cho nên là tạo nên danh sắc, gồm cái phần danh và phần sắc. Danh tức là cái phần nghiệp, cái phần tư tưởng, cái phần mà nghiệp hành đó, nó sang mang từ cái tiền kiếp chính thức thọ bạo báo mà chấm dứt cái thọ báo thân trước, mang nó sang cái kiếp này, cho nên sinh ra. Thế cho nên từ cái phần danh đó mà nó sinh ra cái sắc, sắc thân, nó là nam hay là nữ. Thế và cái việc mà đắm nhiễm cái thân nam do nợ duyên, ưa thích ưa ái thì nó sẽ sinh ra người nữ, ngược lại thì nó sẽ sinh ra nam. Cho nên là nó sẽ sinh ra cái phần sắc và cái phần danh này thừa tự sang cho cái nợ duyên nhân quả này đó. Cho nên ở đời chúng ta thấy nó rất điều rất là bình thường. Một bà mẹ thì bao giờ cũng chiều chuộng con trai, một ông bố bao giờ cũng chiều chuộng con gái. Mà con gái bao giờ nó cũng thế, nó cũng lấy bố làm thần tượng. Gái thì hay chành chẻ với mẹ. Thường thường là thế, nó nợ duyên. Có những cái mà nó thành ra cái bản năng danh sắc từ đời trước nó loạn. Nó loạn tưởng, nó loạn dâm, nó loạn các thứ, nên thì nó sẽ sinh ra cái thân gọi là rối loạn, như mình gọi là rối loạn nhân cách, gọi là đồng tính liên ái rồi các thứ. Nhưng thực ra nó là cái phần danh nó đã thừa tự xa do cái đắm nhiễm dục vọng ngu si vô minh kiếp trước. Nên cái phần danh sắc nó là gồm phần danh và phần sắc, nó sinh ra một con người mới, mà cái mẫu thai đó được nuôi lớn, cái thân tứ đại được nuôi lớn lên cộng theo phần danh, là cái thừa tự sang, thừa tự cái phần danh sang và huân tập thêm cái phần danh đời này, thì nó sinh ra hoàn thiện đầy đủ một con người có đủ nghiệp báo từ kiếp trước và nghiệp từ kiếp này sinh, nghiệp từ kiếp này huân tập và tạo ra thêm. Cho nên tu hành là để chấm dừng nghiệp và chuyển nghiệp.